Tôi chào các bác nhé. Đây là xe cày đồ của Gala Đông Xuân này. Ui giời, xe đẹp thật đấy. Chắc đầy đủ chức năng luôn đấy các bác ạ. Phanh hơi này, ben thủy lực, còi. Cầu đẩy. Cái này 4 máy luôn các bác ạ. Đây có tời luôn đấy. Xe này chắc mạnh lắm các bác. Đẹp thật đấy.